Chào các bạn, mình tên là Trần Thuận. Hôm nay mình làm cái clip này để muốn chia sẻ với các bạn về một số vấn đề, kinh nghiệm và ý kiến của Thuận, ý kiến chủ quan của Thuận về các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các cái vấn đề công nghệ cao. Thuận nghĩ trước cái sự phức tạp của cái loại tội phạm này mang tính bùng nổ trong xã hội trong thời gian qua, Thuận nghĩ ngoài cái trách nhiệm chính của các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, thì vai trò cũng hết sức quan trọng. Đó là cái việc tự ý thức, nâng cao cái khả năng cảnh giác, phòng ngừa của người dân. Vì chỉ có tự nâng cao cái ý thức tự giác này thì người dân mới hạn chế cái việc mình trở thành con mồi, trở thành người bị hại, tránh cái việc bị mất tiền, mất tài sản. Kính thưa các bạn, bằng cái thực tiễn, bằng cái thống kê, Thuận cho rằng cái loại tội phạm lừa đảo chiếm tài sản liên quan tới công nghệ cao này hiện nay phổ biến nhất có 4 loại tội phạm. Đó là lừa đảo chiếm tài sản thông qua việc kết bạn trên mạng xã hội. Thứ hai là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc gọi điện thoại giả danh công an, giả danh cán bộ nhà nước. Việc thứ ba, loại hình thứ ba là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hackmail doanh nghiệp. Hackmail, địa chỉ mail, email đó, của doanh nghiệp. Loại hình thứ ba, thứ tư đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc thông báo trúng thưởng. Hôm nay mình sẽ trao đổi với các bạn một cái tiểu mục là nhận diện, phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo chiếm tài sản thông qua việc kết bạn trên mạng xã hội. Như các bạn đã biết, trước sự bùng nổ của internet, các ứng dụng kết bạn, làm quen, liên lạc, trao đổi trên mạng xã hội trên internet như là Facebook, Zalo, Viber, Twitter, vân vân, WeChat, vân vân. Thì sự kết nối giữa con người với con người rất đơn giản, rất dễ dàng. Giữa người nước này với người nước kia cũng hết sức dễ dàng. Đây cũng là vừa là thuận lợi, vừa là rủi ro của loại tội phạm lừa đảo. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành nhận diện người bị hại. Người bị hại trong loại tội phạm này là những ai? Tuyệt đại đa số họ đều là nữ ngoài 30 tuổi. Rất hiếm là nam hoặc là dưới 30 tuổi. Và đặc biệt những người này phải có tiền, không ít thì cũng nhiều, họ phải có tiền mới bị lừa. Nhưng cái chính đây, vấn đề đáng suy ngẫm đây, họ là những người có đời sống tình cảm không như họ mong muốn, không hạnh phúc. Những người này có thể là những người có hôn nhân đổ vỡ, những người chưa trải qua việc hôn nhân, hoặc những người đang trong thời kỳ hôn nhân nhưng họ không hạnh phúc. Những người này đang chờ đợi một mối quan hệ mới. Đã. Còn đối tượng lừa đảo trong loại tội phạm này là những ai? Tôi khẳng định tuyệt đại đa số
mà gần như là 100%. Này là đối tượng chính cầm đầu, là đối tượng người xuất phát từ châu Phi. Còn không nói rõ cái đất nước ra, công người ta nói thường ám thị kỳ thị. Những đối tượng này nó lên trên mạng xã hội, nó tạo ra những cái tài khoản Facebook, Zalo gì đó, mà nó lấy những hình ảnh của những người thành đạt, những người da trắng bỏ vào đó, làm cho bạn có lên mạng tìm hiểu người bị hại ấy. Thôi bây giờ để thử xưng hô cho dễ là tôi với bạn đi. Bạn là người bị hại, là những người cần lắng nghe vấn đề này. Chứ bạn cần, bạn cần tìm hiểu gì này thì bạn lên mà cũng thấy hình ảnh đó, thấy là những đối tượng là những người thanh đa. Nhưng thực tế là không phải là đối tượng đó. Sau đó quá trình đầu tiên kết bạn, nó nắm bắt được yếu tố tâm lý, nó biết cái bạn đang cần gì. Vì có thể khi nó lên tìm hiểu bạn, nó tìm hiểu Facebook của bạn, Zalo của bạn, nó biết diễn biến tâm lý của bạn. Do bạn đặt các cái status, bạn biểu lộ cảm xúc của mình, buồn quá thế này, cần người quan tâm chia sẻ gì đó, bla bla bla, nó tìm hiểu bạn. Mà có thể nó cũng chưa cần biết đâu. Đó, nó cứ vô nói chuyện với bạn. Khi đó nó sẽ giới thiệu nó là ai? Nó giới thiệu nó là những người binh lính đang chiến đấu ở chiến trường ác liệt như Afghanistan, Iraq, Iran, vân vân. Hoặc là nó là người mồ côi, không có anh em gia đình họ hàng. Nhưng mà đang có được tài sản kết xù. Hoặc là nó là những kỹ sư dầu khí, kỹ sư khoáng sản, đang làm việc tại ngoài mỏ, ngoài biển đảo, những nơi xa lánh khác, vân vân. Lát tôi sẽ giải thích tại sao nó là lựa chọn cái ngành nghề đó. Rồi cái phương thức, cái cách thức nó lừa như thế nào? Nó sẽ nói chuyện với bạn, lưu ý chỉ nhắn tin hoặc gửi tin nhắn bằng âm thanh, chứ không bao giờ gọi video. Vì bạn gọi video nó biết, bạn biết nó là ai rồi, da đen hay da trắng đâu. Nhưng mà tôi không khuyến khích bạn lấy cái điều này làm điều cảnh giác nha, vì cũng có thể trường hợp nó sẽ, cái thằng da trắng trước giờ không xuất hiện da trắng lừa đảo, bây giờ nó sẽ xuất hiện người lừa đảo da trắng sao? Nên gọi video câu bạn thấy người da trắng bạn tin đó nha. Tôi không khuyến khích bạn lấy cái vấn đề này là điều cảnh giác. Đó, phần lớn nó chỉ gọi là gửi tin nhắn bằng giọng nói chứ không gửi hình ảnh. Đó, rồi nhắn tin trong thời gian rất ngắn. Ngắn theo ý chủ quan của tôi là bởi vì khoảng chừng 1 tháng thôi. Đối với tôi, để đặt một mối quan hệ tình cảm với thương thì không phải 1 tháng. Chuyện xét đánh cũng có thể, nhưng mà tôi không đề cao cái này. Thì khoảng 1 tháng thôi là nó chuyển giọng với bạn. Honey, darling, nó dẻ, nó vẽ lên một cái viễn cảnh rất là tươi đẹp. Và nó sẽ đến Việt Nam cưới bạn, đưa bạn đi nước ngoài. Hoặc nó sẽ đến Việt Nam xây dựng cuộc sống với bạn. Hết sức đẹp đẽ, hết sức hy vọng, một màu, một bức tranh màu hồng lấm tấm thêm nhiều cái chấm màu xanh hy vọng, rất đáng hy vọng, rất tin tưởng. Sau đó để chứng minh tình cảm của nó dành cho bạn, nó sẽ nói rằng là nó gửi thùng quà, nó gửi, muốn gửi cho bạn số món quà được đóng trong một thùng, trong đó là iPhone, iPad vàng, không phải vàng, nước hoa, vân vân, quần áo gì đó, vân vân. Nhưng mà lối nó lúc này nó chưa yêu cầu bạn phải bỏ tiền ra. Bạn thích không? Thích chứ, thích chứ, hết sức.
không tốt cái gì hết. Có người yêu thương mình, có hy vọng, có quà nữa. Rồi. Để thuyết phục hơn nữa, tôi yêu cầu bạn cung cấp những thông tin địa chỉ, tên, số chứng minh của bạn, số điện thoại của bạn tại Việt Nam. Rồi sau đó đó, nó làm cái phần đơn, lên Photoshop nó làm cái phần đơn, lấy cái thông tin đó của bạn, nó gửi lại cho bạn một cái hình ảnh là cái phiếu hóa đơn của công ty vận chuyển. Phải tất cả thông tin là của bạn. Quá tuyệt vời. Đó, bạn hết sức tin tưởng. Rồi sau đó khoảng chừng 1 đến 2 ngày sẽ có người bên công ty vận chuyển liên lạc với bạn. Người đó là người Việt Nam. Nói rằng là thùng quà đó của bạn ấy đã đến sân bay rồi. Có thể sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Nội Bài. Nhưng mà bạn muốn nhận thùng quà đó đó thì bạn phải đóng phí. Một cái phí của công ty vận chuyển hoặc là phí hàng hóa gì đó. Có số tiền khoảng 1.000 đô. Bây giờ mình suy nghĩ. Một thùng quà quá trời quà mà có 1.000 đô à. Thôi cũng nên đóng. Để người ta có lòng mà. Tình cảm bồ bạn trai mà. Có lòng. Thôi cũng đóng. Còn nếu bạn chưa đủ tiền, bạn chỉ có 500 đô á, cái người nhân viên công ty vận chuyển thôi, em hỗ trợ chị, em đóng cho chị 500 đô, bạn thấy vô lý không? Nhưng lúc đó cái chính của bạn không phải là sự tỉnh táo để nhận ra chuyện đó, mà cái chính của bạn là tìm cách lấy cái thùng quà đó ra. Đó. Rồi, bạn đóng tiền vô cái tài khoản do cái người công ty vận chuyển thông báo, yêu cầu bạn đóng vô. Bạn đóng vô, rồi bạn hy vọng mai mốt, theo lời hứa hẹn mai mốt thì quà tới chuyển cho tới bạn. Tuy nhiên có thể nửa ngày sau cái người bên công ty vận chuyển sẽ liên hệ với bạn và thông báo rằng là cái thùng hàng nó qua soi chiếu phát hiện trong đó có một lượng lớn tiền ngoại tệ, mấy trăm ngàn đô la, mấy trăm ngàn bảng Anh, lên cả triệu, tiền triệu luôn. Không khai báo số tiền đó phải bị tịch thu. Bạn hoang mang, bạn sẽ liên hệ lại, bạn sẽ nhắn tin với lại cái người bạn trai của bạn để hỏi rõ vấn đề. Thì người đó sẽ giải thích là vì anh có một khoản tiền đó là tiền anh nhặt được trong chiến tranh, hoặc là tiền đó là tiền anh tích trữ được, anh muốn gửi vào cho em mà không muốn khai báo vì anh phải đóng bảo hiểm hoặc là bị thu thuế, đánh thuế rồi rất là nhiều. Anh lén anh gửi về cho em để sau này anh sẽ sử dụng số tiền đó xây dựng, em cứ giữ giùm anh là xây dựng, mua nhà cửa, xây dựng tương lai cho hai đứa mình. Em phải bằng mọi giá lấy anh, giúp anh. Đây tôi sẽ giải thích vấn đề chỗ này. Vì sao nãy tôi nói là nó nói rằng là nó ở những nơi hẻo lánh xa xôi ở ngoài biển hoặc ở chiến trường. Vì nó sẽ nói là anh ở đang ở nơi này, anh không thể chuyển tiền để giải quyết vấn đề đó, em giải quyết giúp anh đi. Bạn thấy chưa? Hết sức hợp lý. Nó đặt từ đầu đến đây nó mới sử dụng. Nó đặt cái điều kiện từ đầu ngoài kia tới đây nó mới sử dụng. Rồi. Bạn đồng ý. Vì một đống tiền kia không thể để mất được. Mà lúc đó nó còn thuận lợi nữa là cái người bên công ty vận chuyển đó, em đã liên hệ được với nhân viên hải quan nè, họ đồng ý giúp đỡ chị nếu chị mình phải lobby cho họ. Lúc này có thể 10.000 đô, 15.000 đô, 20.000 đô hoặc một lượng tiền nào đó mà theo có đánh giá bạn có. Bạn cũng đồng ý đóng. Bạn đóng vào. Giờ bạn hy vọng mai mốt thì đầy đầy với bạn, mình sẽ có được cái thùng. Lúc đầy lúc này cái thùng quà nó không còn quan trọng nữa, mà là cái cục tiền nó mới quan trọng với bạn. Tiếp theo, có nửa ngày sau, nhân viên bưu điện đó nó lại thông báo cho bạn rằng là cái nhân viên, cái chuyện mà nhân viên xong hết rồi. Nhưng bây giờ sếp của cái người đó phát hiện ra sự việc này và việc đó phải lo cho ông. Lần này phải đóng một khoản tiền lớn, có thể là 50.000 hoặc 100.000, nhưng mà chưa sao. Bạn cứ nghĩ đi, 1 triệu đô la với lại 50.000, 100.000 được không? Được chứ? Được, hoàn toàn được. Lúc này bạn tiếp tục liên hệ với người bạn trai của bạn. Người bạn trai nói em cố gắng giải quyết đi,
anh xong việc này lần này anh sẽ bay qua Việt Nam liền ấy, không để mất thì nó là tất cả gia tài của anh gì bla bla đủ thứ nữa. Nếu mà bạn không có tiền thì người ta đề nghị bạn ấy là bạn mượn tiền đi, mượn tiền của ai đi, rồi sau đó lấy được cái cục tiền đó về thì ngắt trả cho họ, hết sức hợp lý. Thậm chí là cái người bên công ty vận chuyển nó chỉ có bao nhiêu tiền thì cứ xoay đi, phần là em mượn được, giải quyết cho chị, lúc chị lấy tiền ra trả lại cho em cũng được. Tất cả là sự giúp đỡ quá tốt của họ, giải pháp tốt. Đây bạn đã leo lên lưng cọp rồi, bạn mất ngàn với mất 50.000 kia, bây giờ nếu bạn bỏ bạn mất luôn, lưng cọp rồi bạn phải tiếp tục giải quyết. Bạn chỉ phát hiện mình bị lừa khi bạn hết tiền và không ai cho bạn mượn tiền nữa, lúc này bạn bị mù quáng rồi. Đó là vấn đề về tặng quà. Còn một cái loại thứ hai đó là nó nói nó đang ở những cái công trình, những cái nơi nó đang làm dự án này dự án nọ mà không có tiền, không đủ tiền để chứng minh năng lực với dự án với chủ đầu tư thế này nào, cần bạn cho một mượn một khoản tiền. Khi có khoản tiền đó thì công việc nó sẽ thuận lợi đó, khi đó chủ đầu tư sẽ giải ngân cho nó, thì ngay khi giải ngân nó sẽ trả tiền lại cho bạn. Cái phần này cái kiểu này thì kém hiệu quả hơn, tuy nhiên nó vẫn thành công với những người phụ nữ đã khát khao tình cảm quá lớn, chưa được yêu, giờ có người yêu sẽ giúp đỡ hết cho người yêu. Cách này không hiệu quả bằng cách nhận quà. Rồi. Cái người bị hại mà tới giờ này á, bị lừa ít nhất á, trong cái loại tội phạm này là 2 triệu đồng. Ở trình báo á, từ 2 triệu đồng. Cái người nhiều nhất cho đến giờ là gần 9 tỷ. đau lòng. Việc này nó xảy ra liên tục trong những năm gần đây rồi. Mặc dù các cơ quan nhà nước đã tiến hành cảnh báo, đăng báo truyền hình, họp tổ dân phố, nhưng vẫn xảy ra. Thì chắc cái cách tuyên truyền đó cũng không phổ biến lắm. Không hiệu quả lắm. Rồi, bây giờ mình biết, mình nhận diện được nó rồi. Thì Thuận Gợi ý cho các bạn một số cách để phòng ngừa. Đây cũng là ý kiến chủ quan của Thuận, ý kiến cá nhân. đó. Đối với các chị em mà rơi vào cái phần nhận diện của Thuận á, thì thế này, không nên lạm dụng cái việc đăng cái status cảm xúc của mình trên mạng xã hội. Sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, cảnh giác với bất kỳ một cái mối quan hệ mới nào mà mình không biết gì về họ, chưa bao giờ gặp mặt, hoặc là có người kiểm chứng. Hạn chế những mối quan hệ trên mạng xã hội. Nếu nếu thường nói thế thì các bạn sẽ có ý kiến cho rằng là vậy thì làm sao quen được các bạn nước ngoài này kia. Vâng, xin thưa các bạn cứ nhắn tin trao đổi với họ, làm quen kết bạn hết sức bình thường đi. Nhưng yếu tố tiên quyết nhất là bạn phải gặp được người đó, người đó phải gặp bạn thì mới bước tiếp một bước tiếp theo. Có nghĩa là nhận quà, tặng quà, giúp đỡ gì đó, phải bước tiếp theo tiên quyết là phải gặp mặt. Nha các bạn. Tiếp theo là không tham gia các cái chương trình kết bạn tại những cái trang kết bạn không đáng tin cậy. Đó. Cái chữ không đáng tin cậy đây là do các bạn tự tìm hiểu nha. Tôi không đề cập, tôi không đặt tên vì có thể nếu thường nêu tên đó thì không tốt. Các bạn hiểu được rồi.
Nếu các bạn đang sau khi nghe được clip này, các bạn đang rơi trong tình huống này, thì các bạn hãy thử dùng một phép thử. Tôi nói rằng là nếu anh đã có khả năng tặng quà chứ, thì cái chuyện đóng phí anh đóng hết đi, thử xem sao. Đúng chưa? Họ có khả năng chuyển nguyên cái thùng quà đó thì đóng 100, 200 đô, 1.000 đô hết sức bình thường, chứ bạn muốn tặng quà rồi đó. Rồi tuyệt đối bạn không được nộp phí để tặng quà, không bao giờ nào. Nếu có ai đó nói với bạn có một thùng quà gửi từ nước ngoài về đang ở hải quan, đang gặp một vấn đề, hỏi sân bay này sân bay nọ, thì ngại gì các bạn không cất một chuyến đi tới cái sân bay đó. Nếu các bạn thành phố Hồ Chí Minh mà sân bay Hà Nội Nội Bài, thì nói cứ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh đi, tôi tính toán thanh toán. Tôi nghĩ là không lên lên tình cờ. Không nào. Rồi các bạn lưu ý một điều nữa. Nếu có ai đó, nhân viên bưu điện nào đến cái giai đoạn nói rằng là qua soi chiếu phát hiện cục tiền nào đó, lượng tiền 500 ngàn, 1 triệu đô la, mấy trăm ngàn nữa, qua soi chiếu không không khai báo á. Nếu có thực sự là như vậy thì các bạn đừng có dại dột gì mà ra nhận về hết. Lúc đó các bạn phạm tội đó. Tiêu thụ tài sản hoặc là vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Nên đừng có nghĩ tới chuyện lo lót, đóng lên lấy tiền ra. Không bao giờ có. Đó có nghĩa là không tham lam đó. Rồi, còn một cái vấn đề nữa. Nếu các bạn đã đang đóng tiền và chuẩn bị tiếp tục đóng tiền trong khi nghe lấy, thì các bạn đâu hết, đừng có đóng nữa, đừng có vay mượn ai để đóng nữa, nhanh chóng viết một cái đơn tố cáo kể lại toàn bộ cái sự việc của mình, câu chuyện của mình, nhanh chóng đến nơi cơ quan công an. Các bạn, nếu các bạn á, số tiền các bạn đã bị chiếm đoạt á, bị nạp vô á, mà nó có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn đến ngay phòng cảnh sát kinh tế công an Hồ Chí Minh để bạn nộp đơn. Còn nếu mà bạn mới đóng có một lần hoặc nhiều lần mà số tiền dưới 5 triệu đồng và các lần nộp tiền nó đều ở ngân hàng của một quận, trụ sở ngân hàng cái nơi bạn ra nộp tiền đó, đóng tại một quận, thì bạn đến công an quận đó để trình bày, trình báo, nộp đơn. Còn nếu á mà các bạn đóng các lần tiền tổng nó dưới 5 triệu đồng, tuy nhiên các cái ngân hàng mà bạn ra bạn nộp tiền vào á, không quan trọng là cái tài khoản nhận tiền nó mở ở đâu, mà quan trọng là cái nơi ngân hàng mà bạn ra bạn nộp tiền á, nếu nó là từ hai quận trở lên, giống như hôm nay bạn ở quận nhất, cái đối tượng kêu bạn nộp tiền, bạn chạy ra ngân hàng ở quận nhất bạn nộp, sau đó ngày mai bạn đang ở quận 5, thế nó kêu đóng gấp, bạn chạy ngân hàng quận 5 bạn đóng là hai quận, thì bạn đến cũng đến phòng cảnh sát kinh tế công an Hồ Chí Minh để nộp đơn là đúng. Theo quy định đó, là cái việc trình báo bạn có thể bằng lời hoặc bằng văn bản, có nghĩa là bạn có thể không cần phải viết đơn, bạn đến nơi đó bạn trình báo thì họ có trách nhiệm phải tiếp nhận, ghi nhận lại. Tuy nhiên thường vẫn khuyến khích các bạn viết đơn, bởi vì chỉ có các bạn mới nắm được cái sự việc liên quan các bạn như thế nào, và khi bạn ngồi bạn viết thì bạn mới tịnh tâm lại, bạn mới viết được những cái thứ rất là chi tiết, tiểu tiết, bạn nhớ bạn ghi lại hết. Còn khi bạn nói, có thể bạn nói được, nhớ lúc này bạn nói, bạn quên cái kia. Mà những tiểu tiết đó đôi lúc nó là vấn đề hết sức giá trị để cho các cán bộ cơ quan công an họ truy tìm tội phạm. Đây là kết thúc tập 1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, kết bạn làm quen. Tôi Trần Đức Thuận, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.